Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Bữa nay là 14 tháng 3 2023, Aoi Hoàng Gia đỡ khóm lên luôn để mà họp hội. Và bữa nay mình đến chương trình để mà ăn hấp lờ, nên là mình cống hiến quý vị nha. Bây giờ mình đi ra Xin chào quý vị. Bây ở bên này nè, hai chữ hấp lờ đó, trời ơi. Mời bên này, xin chào, cảm ơn. Cảm ơn người đẹp làm phóng viên. Lo quay giùm đi, ai đi đâu kẹn người ta, xin chào. Chào quý vị, bữa nay trời thời tiết rất là đẹp. Bắt đầu hôm qua, hôm kia một tuần lễ mưa xuân. Còn bây giờ hết mưa xuân rồi. Nên là mình làm chương trình cống hiến quý vị vào mùa xuân. Nhìn ở đây nè, xe không có làm gì coi đâu. Quay giùm cái đó đẹp, đứng ra bên đây. Đi quay đây đi cái mà. Xin chào quý vị. Aoi Hoàng Gia với La Lô Bế Mập, Aoi Hoàng Kim. Hai ăn cái này. Cái này tên là chicken rối giả mía, là coi như nữ hoàng. Rối giả là nữ hoàng. Còn đây là bắp bờ mía, là cái loại này. Là thịt. Cái này là thịt này quý vị, bắp bờ mía. Còn này là bánh mì dài, rối giả, mình sẽ vào mình làm chương trình cống hiến quý vị. Đây này là mắt đôi nà này quý vị. Tham Phú Ngờ lui ra, quay mắt đôi nà với Tham Phú Ngờ ở gần. Quay xa dùm một chút cho nó đẹp. Bữa nay mùa xuân mình làm cống hiến quý vị. Đây, Tham Phú Ngờ này quay một lần nữa. Ôi giờ da đóng đồ, coi như tuần nào cũng có. Còn đây là su quay bánh mì rất ngon này quý vị. Chiếc xe này là rất đẹp này quý vị thấy không? Nè, 595. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Mình bước qua là ngon. Wow, bên đây cống hiến quý vị. Chiếc xe rất đẹp, 595. Chiếc xe rất là tuyệt vời. Chiếc tấm hình đây. Chiếc xe này một chút quý vị biết làm gì không? Thời đại đã đỡ tốn xăng. Yeah. Đó, đây đứng đây đi. Đây đỡ tốn xăng. Xin cảm ơn quý vị. Đây là chiếc xe chế ra để mà tiết kiệm xăng trong thời đại khan hiếm xăng nhất. Rất là đẹp. Đó, tuyệt vời. Đây là siêu quay. Bự mà dài, ông bự, bà chân dài, phút lon. Bây giờ hạ giá này quý vị, súp ở từ đề ngày hôm nay bán á, 45 đồng 15cm, 39 đồng mà 15cm. Đó, mình mua cái giá này là original là nó 45, mà nó hạ 5 đồng còn 39 mới về, hiểu không? Giá original là 45. Thì giá là mấy cái này, thứ hai là Italian của Ý quý vị. Spindy và vegan là loại chai mà trộn nhiều cái blend hả? Nó có nhiều loại. Cái gì đó. Đủ loại. Nó dê là miếng này nè. Rồi thứ tư là của Ý mà có nhiều cái curry đã, có nhiều cái đồ nem. Spindy cay. Thứ năm là Suwai Mia. Thứ sáu là Teriyaki Nhật Bản. Thứ bảy là quý vị ăn gà lôi, các con. Chủ nhật là quý vị ăn America Steak Homemade, là coi như con gà chiên ở trong nhà rất là ngon. Vậy là với la chỗ nào cũng có mà. Không, mỗi ngày. Đây, thứ hai đến thứ sáu, 10 giờ sáng đến 20 giờ tối. Thứ bảy, chủ nhật, 10 giờ sáng, 20 giờ tối giống nhau. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mình chụp hình ở đây để kỷ niệm su bay. Xin cảm ơn quý vị, su bay rất là ngon. Bây giờ mọi người mở cửa đó. Ê, tối thứ ba cũng đi.
Xin chào quý vị, bữa nay A Huy Hoàng Gia Chili Má Dồ Lốc à, ớt yêu yêu ớt má dồ đó quý vị thấy không, rau mết gri chipotle rất là ngon nè, mình sẽ ăn nhiều cái đó. Quý vị thấy Texas House không, nhà có Texas chiên, nhà chiên Semi Burger rất là ngon nè quý vị, lên thiên đường nè quý vị đó. Chili Má Dồ Lốc quý vị thấy hay không đó nè, đó quý vị muốn ăn ở đâu ăn cờ thì điển nè quý vị. Quý vị muốn chương trình gì đó sao? Đó. Đây có mà ăn rồi. Đúng. Extra glass 5 đồng, extra sô-cô-la nè quý vị. Rồi. Sao? Đó, quý vị thấy đồ ăn uống gì không? Thoải mái quá chừng. Cố gia ôm quý vị bắt đầu. Đó. Extra cafe. Đó, vào. Extra cafe nè. Đó, mình đưa uống mà hai loại này nè quý vị. Mình đưa uống cái này nè, đó. Cafe. Quý vị thấy không, 39 đồng tiền thị điển đó, quá ngon đó đó quý vị. Đó luôn bé Ngọc uống như xếp xem bé lại à, trái dâu đất quý vị đó. Ông Ngọc bán thơ đó, đồ nướng này quý vị rất là ngon. Xin cảm ơn quý vị, bữa nay mình sẽ ăn rối cô ăn gì hả? Vắt bà mê là dưới vắt bà mê, vắt bà mê. Cô này cô không có yêu nữ hoàng nữa, cô đi theo mình ăn vắt bà mê. Cái này là quảng cáo lốp. Dạ, dạ, quý vị thấy không? Đấy. Nhà chiên. Cái này là hiệu mới á. Đúng. Cho ăn thử. Mình sẽ ăn thử, đó quý vị. Mới. Wow, nè, hi mệt nè quý vị, bầu trời xanh nè. Đó, chili bái vô lốp. Đó, lốp bà mê, cho ăn cái này. Wow, ăn mình sẽ ăn mới. Mình cay nha quý vị. Ngon lắm. Rất là ngon, đây, quý vị thấy quảng cáo ghê không? Không có loại khác nữa. Đó, thì cái loại mà chiên, cái nhà chiên đồ đó. Quá ngon. Mà... Cảm ơn quý vị, bây giờ mình tới đây mình hưởng thụ. Mình sẽ đi. Không cần đặt nữa đó. Quý vị thấy hấp dẫn không? Đó, bây giờ chấp tới mình đi nha. Mình đưa đứng chờ ai nha. Cô chờ cái này nha. Không, ngồi xong rồi. Xin chào quý vị. Đó, cổ đương quay cho mình. Dạ, tắt. Sẽ chấp hành. Khó rồi hả? Đúng rồi ạ. Hay, bác sĩ Mít kìa. Bác sĩ Mít kìa. Cảm ơn. Dạ, bác sĩ Mít kìa. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây, quý vị. Bóp, hai cái bóp mờ. Rất là ngon cà phê. Ờ, quý vị thấy hấp dẫn chưa? Quá ngon, quá ngon. Đó. Bây giờ mình khoác áo chân mặn đế dương nha quý vị. Mình là vua mà phải ăn đó. Quý vị thấy vua không? Đó. Chân mặn đế dương. Quý vị thấy không? Đó. Đó, chị quý vị thấy xong video đâu? Đó, chân mặn đế dương. Vua là phải ăn đồ như vậy đó. 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 Bữa nay mình rất là may mắn quý vị, mình đưa ống từ Mánh Mờ đến thì có xe buýt màu vàng đường xa, khi nhanh chóng biết trước đó có cảnh sát đương làm chương trình coi như ai chạy quá tốc độ sẽ bị phạt, nên là mình giảm tốc độ. Bữa nay nhờ quan thánh hiển linh nên là mình đã đi từ từ. 10 chiếc xe mô tô xích kèn đã chặn xe của tôi Super Tay quý vị, và mình bữa nay thoát hiểm. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chấp tới mình chuyên gia ở đây trước. Chanh mặn đế dương, ăn đồ của đế dương đây. Mình đi lấy giấy chứ. Đây không gặp cái đó từ từ sau. Cô nói nhiều quá. Cô này có chuyên môn phổ quậy không à? Làm phiền dương gia quá. Mình muốn làm. Xin cảm ơn quý vị, dương gia có tiền mới ăn nhé. Xin cảm ơn quý vị, đây là món ăn rất là tuyệt vời, rất là ngon đó. Bây giờ mình ngồi xuống mình hưởng thụ đó. Xin cảm ơn quý vị. Mình đem cái mão xuống để đây. Đó, cái mạo. Ôi, mình có nhiều cái mạo lắm.
Rồi, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mình uống nước trước, xong mình ăn hamburger. Đây, nước nào cũng khô đâu. Chỉ cho tôi để tôi... Đây. Cái này là cà phê. Và khá ngon. Kim. Đây, xin mời quý vị. Bây giờ mình uống cái này trước, cái này cà phê ngon nè. Thơm mùi quá quý vị ơi, quá ngon. Quá ngon. Cái này là cà phê nạn. Còn cái này chắc của cô Lalo bé mập. Mời cô Lalo bé mập. Thằng này của cô Lalo bé mập, thằng này của mình. Rồi, xin mời quý vị ăn hamburger nha. Wow, cái ông người Bangladesh này, ông làm ngon quá. Đầy đủ. Bữa nay dưa leo rồi mắc tiền. Quá cảm ơn quý vị. Quá ngon. Đó, quý vị thấy ngon chưa? Quá ngon, cảm ơn. Quá mềm ngon quá. Quý vị cảm thấy thích vui cho một like và đăng ký kênh. Đăng ký kênh A60. Dạ, xin cảm ơn.